Nhiều bạn hỏi chơi YouTube sao thấy nhiều người nổi tiếng quá vậy? Thì chạy Google Ads này nè, dễ nổi tiếng mà. Làm clip hay xíu rồi chạy Google Ads thôi, có gì đâu. Đây tôi có chạy thử cho mọi người coi nè. Chạy phát lên gần cả 100.000 người đăng ký luôn rồi. Limit by budget là budget nó vượt quá giới hạn 150.000 đồng một ngày á. Để coi coi clip này nhiều người coi rồi. Giờ đang nhiều người coi quá mà thằng Google á, nó không có chia sẻ cho mình. Mình phải trả tiền nó mới chịu chia sẻ, bởi vậy chơi YouTube nó có giới hạn cái sự nổi tiếng của mình nữa, cái sự tương tác của mình nữa. Khi mà người ta đăng ký kênh mình đó, thì cái chữ sự chia sẻ đó nó mới miễn phí. Không thôi đó, là nó sẽ rất tốn tiền tốn phí. 93.200 đăng ký rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ tắt cái này đi. Bây giờ vô tắt coi. Tiền trả cho cái video này là 47 đồng một người xem á. Bây giờ mình sẽ bôn lại nha bạn. Rồi xong tắt. Coi tiền còn bao nhiêu trong account. Try the new Google Ads Mobile App. Rồi vô summary là tóm tắt á. Còn 1.160.000 trong tài khoản. Thấy không, chạy quảng cáo tốn tiền lắm á. Nhưng mà được một cái nó sẽ giúp cho nhiều người chia sẻ. Giờ người ta có TikTok nhiều hơn cả YouTube nữa. Mà người ta không biết là TikTok đang quản lý cuộc đời của người ta. Mạng sống của người ta được quản lý bởi vaccine và TikTok thì quản lý cuộc sống của người ta. Người ta chỉ như những con chuột bạch đang bị thí nghiệm thôi. Và những việc tốt trên TikTok toàn là những việc giả dối, làm việc tốt giả để lừa gạt mọi người. Đạo đức con người tha hóa nên bị phán xét bởi sự Covid-19 đó. Còn đây những việc hành động giải cứu động vật các kiểu tốn rất nhiều tiền của, không thể câu view, không thể giả dối được. Một con thú như vậy làm sao mà làm một cái con thú giả ra để làm câu view, phải tốn tiền mua nó, cứu nó, tìm môi trường sống cho nó. Đây mới giúp mấy ông nghèo có được nhà ở trong ngày này. Mới có 77 người coi à. Thôi khỏi chạy view đi, mệt quá. Tốn tiền. Để đi đi. Share lên với cái nhóm của mèo. Để coi share nhóm mèo thử coi. Chuyện gì xảy ra. Mà share nhóm mèo á, thì mình nói là gì? Nhận giải cứu mèo quá chứ. Mà thôi chưa viết xong bài viết khỏi xe nhóm mèo đi. Đây các bạn thấy. Hiện tại mùa dịch Covid mèo hoang, mèo bị bỏ rơi rất nhiều nên làm cái video này cho mấy con mèo luôn. Ok.